giống con chuột ha. Lúc đó gia đình có ủng hộ mình nuôi cái con này không, cái con vật lạ lẫm này không? Dạ, lúc đó thì bố ba mẹ thì không có chịu đâu, nhưng mà vì đam mê. Mà nó có cái này không, là nó ăn tre đó, nãy anh hỏi sao mà nó ăn tre. Dạ, nó ăn tre là ra bột tre nè, mà nó ăn tre nhiều. Wow, nó ăn luôn cây tre hả? Dạ, nó ăn phần thịt hay là nó ăn đó? Phần thịt, thịt dông. Nó nhâm nhâm nhâm, nó hút nước ha. Dạ, đúng rồi. Rồi vậy nó có cần uống nước không? Đó với cha sanh mẹ đẻ, giờ tôi mới biết con chuối à. Hòa quyền với tổ dân, nhờ đồng được chú chất của các tập đoàn và chức mục của Hà Giang. Bước chân miền Tây mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại mình đang ở trước chợ Dàm Nao. Đây là hình ảnh chợ vào buổi chiều. Giờ này là 5 giờ rưỡi nha bà con. Đây là khung cảnh chợ về chiều ở Dàm Nao. Dàm Nao thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Bà con mua vịt quay vào buổi chiều khá đông luôn. Thì giờ này thì chợ cũng sắp về chiều nên rất là khá vắng luôn. Nhưng mà trong clip này thì Bước Chân Miền Tây không có quay chợ cho bà con xem, mà mình đến đây để mình quay một cái loài động vật rất là khác lạ mà Bước Chân Miền Tây cảm thấy rất là lạ luôn. Do lần đầu tiên mình cũng biết từ một em trai giới thiệu cho mình, đó là con dúi, một loài con vật đang được nuôi với giá thành kinh tế lại rất là cao, nên mình có cái duyên đến Bước Chân Miền Tây về đây để mình quay cái loài này. Không biết là nó như thế nào nữa, lần đầu tiên mình cũng biết luôn, hồi đó giờ chỉ nghe trên mạng thôi chứ chưa có thấy ở ngoài ha. Đây là khu vực nhà của em Trung. Dạ, chào cô. Dạ, Trung ở trong phải không cô? Rồi giờ mình sẽ đi vào kiếm Trung. Trung ơi. Rồi, đây là em Trung. Trung sẽ dẫn mình đi ra phía sau khu vực nuôi dúi. Dạ, mời chung ở đấy đây. Chung năm nay nhiêu tuổi rồi Chung? Em năm nay 23 tuổi. Chung 23 tuổi vẫn đang là sinh viên nha bà con. Wow, anh sinh viên học bên ngành gì anh quên rồi Chung? Dạ, học bên thủy sản. Chung đang học bên thủy sản. Dạ. Đây là mấy cái lồng này nuôi chuột hả? Mấy cái lồng này để đựng nó đó. À, để đựng mấy con dúi hả? À, để đựng dúi đó. Oh, đây là khu vực nuôi dúi nè. Mình đã vào tới khu vực chạy dúi rồi. Thôi, giờ mình quay tham quan một vòng nha. Mô hình nuôi con dúi. Nào, bây giờ mình sẽ... Dúi là dúi nhỏ nha. Ồ, con lớn nó nhỏ gì chứ. Đây hai con này là hai con dúi to nhất. Một cặp luôn. Dúi này là dúi sao chung? Dạ, dúi này cặp này là sao? Cặp này là dúi thịt rồi đó anh. Đã đẻ rồi nổi ra rồi đó. Nuôi để ngày nay mua. Vậy là cặp dúi này đang chờ bán ha. Dạ đúng rồi. Ký 7 hết rồi. 1 ký 7, ký 6. Một con là 1 ký mấy hả? Dạ đúng rồi. Là xe này là bán nhà hàng được rồi đó. Là nó lấy từ, nó mua từ ký tới ký 6. Dễ bán. Ồ, u nu à. Rồi em cầm cái con đó lên đây. Cắn không? Nó cắn không? Ồ, ôi nó kêu kìa. Ôi. Ồ, cái răng nó kìa tờ. Giống con chuột ha. Dạ đúng rồi. Mà nó u nu à. Ôi.
Vậy là mình bán là một ký là bao nhiêu, giá bao nhiêu? Dạ một ký hiện giờ là giờ thời điểm hiện nay là 850 ký. 850 một ký? Dạ đúng rồi. Rồi hiện tại là em nuôi được bao nhiêu con? Dạ hiện tại thì em nuôi được cũng khoảng chừng vài chục con. Vài chục con dúi. Dạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe em Trung sẽ giới thiệu về cách nuôi con dúi này cho quý cô chú anh chị nào mà có nhu cầu nuôi dúi á, thì anh Trung sẽ chia sẻ luôn. Ủa nắm đuôi là em ru vậy đó hả? Dạ. Ồ đã nè. Giơ cao lên Trung, giơ cao lên. Ôi chà bá luôn thấy không? Đâu cầm con kia lên luôn coi. Đó. Giơ hai lên coi. Sát vô rồi, sát vô tí lên làm hình nền luôn coi. Hồi rồi chà bá luôn kìa. Đẹp chưa? Quá im. Rồi, cảm ơn anh Trung. Rồi bây giờ mình sẽ tham quan chuồng nha. Như là nuôi là gạch hả? Dạ, đúng rồi. Chuồng ở chỗ này là bằng gạch. Bốn miếng gạch dựng lên thành một cái chuồng. Dạ đúng rồi. Như là chuồng mình nuôi là được mấy con một chuồng? Một con một chuồng á. Chừng nào mình cho có giống thì để nó chung với lại nha. Ờ, một con là một chuồng với chuồng này thấy rộng nè. Dạ. Cái này hồi xưa có vú con nhiều quá, thảy nó vô chung chuồng. Vú con á, vú con có mấy lạng là nó nhỏ xíu à, thảy nó vô chung chuồng. Nó đang ăn cái gì vậy? Dạ bắp anh. Cái trong cái đó là thức ăn đó. Thức ăn rồi nó ăn. Còn cái này là cỏ dồi á. Cỏ dồi đó là cái lá cho bò ăn á, rồi cái cọng lại mình xin người ta. À như vậy nó ăn cái cọng cỏ dồi, dạ, còn rồi. Cái lá nó không ăn hả? Dạ dạ. Rồi ngoài cái này nó còn ăn cái gì được nữa không? Ngoài cái này thì nó ăn che. Che đó anh. Che nè hả? Dạ, che hả? Cái che mình đó. Đây nè. Wow. Nó ăn luôn cây che hả? Dạ đúng. Nó ăn phần thịt hay là phần cỏ? Phần thịt này nè. Phần thịt trong. Nó nhâm nó hút nước ha. Dạ đúng rồi. Rồi vậy nó có cần uống nước không? Nó không cần uống nước anh, nhưng mà cứ thời tiết nắng nóng thì mình kèm thêm nước đó, còn qua thời tiết lạnh thì khỏi. Rồi để nước cho nó. À vậy nó không cần uống nước. Vậy là ăn thức ăn là che rồi cái cỏ dồi mía nữa ha. Thức ăn dễ ha. Dạ đúng rồi. Rồi thức ăn rất là dễ luôn. Làm chuồng cũng quá trời đơn giản luôn rồi. Ở đây nó ăn đó nè. Dưới này dưới giống ha. Dạ. Như ai cần thì cứ liên hệ với em. Như vậy là em Trung bán dúi giống luôn nha bà con. Dạ. Bà bên em bao tiêu lại luôn nha. Em bao tiêu dúi thương phẩm sau này lại Dạ. Có nghĩa là em Trung bán vú giống và bao luôn cái đầu ra cái sản phẩm đúng cho rồi. Bà con khi có nhu cầu mua vú của em Trung luôn. Dạ, tại vì bây giờ thị trường nó đang rất là hút vú đó, bởi vì em bao tiêu lại hết. Ok quá. Dạ. Một nuôi thì sợ các không bao tiêu thôi, nhưng mà nuôi em bao tiêu yên tâm. Một sinh viên khá là có tài và cũng rất là mạnh dạn nuôi cái con này, đây là cái con này lần đầu tiên anh cũng biết con này luôn á. Đúng rồi, con sai có máu làm quay mà làm sao em có thể chia sẻ là những cái nhân viên mà sao mà em đến với cái con dúi này không? Nhân viên thì nói chung cũng tình cờ anh ơi, tình cờ xem trên báo đài á, thấy anh em miền ngoài nuôi trước, rồi bắt đầu mình mới lấy về nuôi thử thì thấy nó phát triển im ở miền Nam này thì tiến hành nuôi vậy đó. À, lúc đó em quyết định nuôi là lúc đó em bao nhiêu tuổi, cách đây bao nhiêu năm rồi? À, lúc em quyết định nuôi là cách đây khoảng 2 năm. Dạ là đó là năm 2 của đại học. Là lúc đó em nuôi với số lượng là bao nhiêu? Lúc đó em nuôi số lượng là chừng vài cặp anh. Vài cặp. Dạ. Và lúc đó gia đình có ủng hộ mình nuôi cái con này không, cái con vật lạ lẫm này không? Dạ lúc đó thì bố ba mẹ thì không có chịu đâu, nhưng mà vì đam mê thì mình nuôi thôi. Với vì thấy kinh tế đồ im thì mình cố gắng để phát triển. Anh hiểu rồi. Dạ, dạ. Ban đầu thì Trung rất là đam mê về cái loài dúi này. Dạ. Và cái thứ hai nữa là Trung thấy được cái tiềm năng kinh tế của dúi này mang lại cho bản thân của mình nên đã quyết định. Dạ. Và đi đến ngày hôm nay cũng khá là thành công. Dạ đúng rồi. Đã hơn 2 năm rồi ha. Dạ dạ. Rồi cảm ơn Trung. Vậy là cái máy quạt này là để phục vụ quạt cho mấy chú dúi ở dưới này nha bà con. Dạ. Thì cái con này nó đặc tính của nó là mình làm cái chuồng ở nơi mát mẻ vậy nè. Nó tránh cái nóng nó không có chịu. Với càng mát thì nó sinh trưởng càng tốt. Thì cái nhiệt độ mà thích hợp nhất là khoảng bao nhiêu? Nhiệt độ thích hợp nhất thì tầm 32 độ đổ xuống. Đó là 32, ok. 32 độ xuống, nếu mà lạnh quá thì được không? Con này thì nó chịu lạnh tốt.
chịu lạnh tốt. Dạ, nó chịu lạnh tới 15 độ được mà. À, dạ. Thấy nó u nu mà thấy da dạ. Dày. Dạ. Mà thường thường con dúi này là mình sẽ thành phẩm là cái món gì là ngon nhất? À, dúi này thì nó có làm nhiều món lắm, xào lăng nè, rồi khìa, quay, nướng, đó, nhiều lắm. Thường thường em giao cho nhà hàng không hả? Dạ đúng rồi, nhà hàng dúi thịt. À, dạ. Với giao dúi giống. Dúi giống. Có giao quán nhậu được không? Dạ nói chung là có luôn, nói chung chỗ nào thì mình giao. Ai có nhu cầu thì giao hết đúng dạ. Không? Nhưng mà hiện tại là nhà hàng thì hiện tại giờ không đủ giao. Không đủ hàng hả? Không đủ hàng để giao. Dạ đúng rồi. Ngoài chuồng nuôi vậy là quá đơn giản luôn nè. Dạ. Này nếu mà như chuột mình vậy đó anh. Đúng rồi. Chuột vậy đó. Vậy là ban đầu mình bỏ cái số vốn về chuồng này vậy là cũng đâu có nặng đâu. Dạ, đúng không? Rồi. Thức ăn thì cũng rất là nhẹ luôn. Dạ, chỉ rồi. Có chỉ có đa số là tiền dúi giống thôi. Tiền dúi giống thôi, cái mấy cái này nè em mua nè thấy không chấp giá ghê rồi em. Đúng rồi, quá là đơn giản luôn rồi. Dạ. Tận dụng những cái miếng gạch. Dạ. Đây, dúi ngang ô. Vậy là cái này là 4 mặt cũng dạ. Dạ đúng rồi. Hàng bên em là chất lượng không phải ngon dúi. Một cặp dúi ban đầu để mình nhận mình nuôi á là bao nhiêu? Khoảng bao nhiêu tiền? Dạ. Cái này có gì nữa liên hệ với em tư vấn trực tiếp cho, tại vì giá này nó lên xuống hắc thường á. Vậy là có nghĩa là giá này không ổn định nha bà con. Dạ. Ai có nhu cầu thì sẽ liên hệ với em Trung sau. Dạ. Còn mình bản thân của Trang miền Tây thì tò mò thôi, muốn hỏi cho biết vậy thôi. Dạ. Đơn giản mình hỏi là đơn giản nhất là mình muốn nuôi một cặp dúi, đơn giản một cặp thôi, không nuôi nhiều. Dạ. Thì mình bỏ ra một đây là phân của nó nha bà con. Phân phân dúi nè. Ủa được phân á hả? Nè cái này em biết sao mà nó có cái này không? Là nó ăn tre đó, nãy anh hỏi sao mà nó ăn tre. Dạ nó ăn tre là ra bột tre nè. Mà nó ăn tre nhiều thì nó tốt. Tại vì nó cây trong cái tre nó có cái chất là nó làm bào mòn đường ruột á, để cho đường ruột nó tốt á. Và phân nó có sử dụng vào việc khác được nữa không? Phân này hả? Phân này thì nói chung mình xài lại vẫn được. Mình làm gì? Bón kiển này kia đúng không? Phơi một nắng hai nắng gì bón kiển. Wow. Trồng nha đam á, em thấy coi ở trên mấy anh em trồng nha đam sử dụng này nè, trồng nha đam tốt lắm. Oh, quá một công đôi chuyện ha. Dạ. Do lò dúi này không chịu ánh sáng lớn hả Trung? Đúng rồi. Nên mình quay trong cái bối cảnh ánh sáng như vừa đủ như thế này nè. Hạn chế ánh sáng à. Nếu mà ánh sáng mạnh quá thì sao? Ánh sáng mà nó mạnh quá mà đừng ánh sáng thì bình thường thôi, mà đừng có cho tia sáng vô á. Tia sáng không gọi vô dúi vô mắt ha. Nó sẽ đau mắt. Mà đau mắt rồi nó dẫn ra là dúi ăn không được. Đó. Đâm ra sanh ra bệnh tùm lum hết trơn. Rồi anh hiểu rồi. Như vậy là ánh sáng như thế thì bà con cũng thông cảm cho bác trong miền Tây nha. Cũng như bạn em Chung là do cái tình hình người ta nuôi dúi, người ta phải để ánh sáng như vậy. Chứ mình thấy cũng tối nè. Nó có ngủ không? Nó bằng ngày nó ngủ rồi. Ngủ bằng ngày hả? Dạ đúng rồi. Và bằng đêm nó thức? Bằng đêm thức. Vậy là nó cũng giống loài chuột rồi? Dạ đúng rồi. Vậy là chắc cùng họ với chuột hả? Cùng họ với chuột anh. Ủa cái nguồn gốc cái con này là ban đầu là ở đâu hay Chung? Cái con này á, con này nguồn gốc là ở rừng á. Ở trong rừng hả? Dạ đúng rồi. Thần quá. Anh em cho nuôi từ từ ra. Trong rừng mình thần quá rồi mình mới đem vô nhà mình nuôi. Dạ nuôi rẻ từ từ. Như vậy là ở miền Bắc đã phát triển cách đây 5 đến 6 năm. Dạ. Còn thời gian gần đây là ở miền Nam. Dạ. Đặc biệt thì ở miền Tây. Dạ. Thêm biết là ở miền Tây em giọng đây còn ai nuôi nữa không Chung? Em không biết nữa. An Giang này chắc cũng ít người nuôi lắm. Dạ. Nhiều lắm. Ta quay cảnh nó ăn là anh gì? Nhà người gốc có gốc. Mình nuôi vậy khoảng bao lâu mới thành phẩm?
sáng nó bị. Cái này anh, cái này vú thịt mình nuôi 7 tháng. 7 tháng? Dạ đúng rồi. Ủa con nó bị gì nó nhảy nhảy cần cần hả? À, nó vậy đó, là ai sáng vô á. À, có nhiều ánh sáng là nó vậy đó hả? Dạ. Ờ à, tưởng nó bị gì. Anh nhảy cần cần lên kìa kìa anh nhảy kìa. Nhát. Coi vậy là con này đang nhát này ha. Dạ. Anh kiếm được anh trốn cái gì ánh sáng lũi vô cũng tối kìa. Con này hung quá. À, thì vừa rồi chúng ta cũng tham quan được mô hình nuôi dúi của em Trung, cậu thanh niên vẫn đang trong giai đoạn là thi tốt nghiệp, chưa có ra trường nhưng mà rất có tài. Thì bà con cô bác, quý anh chị nào có nhu cầu về loài dúi này cũng như muốn nuôi hay là thắc mắc điều gì đó thì bước chân mình đây sẽ để số điện thoại của em Trung ở trong mô tả, thì có thể liên hệ trực tiếp gặp em Trung luôn, không cần phải qua bước chân mình đây nha. Thì nhân dịp kết thúc clip thì em Trung có muốn nói gì với khán giả không? Dạ, nếu như quý bà con mà có hết nuôi con này á, thì có gì liên hệ qua cái số điện thoại của em là 0376 991 649, địa chỉ là ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, ngay chợ Dầm Nao hoặc chợ Mỹ Hội Đông. Ok, cảm ơn em Trung. Dạ, và kết thúc chương trình thì có một cái điều rất là đặc biệt và cũng rất là thú vị mà em Trung sẽ gửi đến tất cả khán giả ai quan tâm về loài dúi này. Đó là gì em Trung? Dạ, bữa nay em có làm một món ăn từ cái con vật này là con dúi á, rồi mời anh đi theo em. Cái mà ai cũng tò mò thắc mắc muốn biết đó chính là món thịt dúi. Đó, em Trung sẽ dẫn mình đi. Xào lăng hả? Dạ, đúng rồi. Đây là cái bếp coi, anh đang giá trị nó cao lắm anh, không cái này mà ra món mà tầm khoảng triệu mấy á, ra nhà đây, hàng đây, á. Xào lăng đó rồi. Dạ, xào lăng á. Đâu giới thiệu về món này. Cái này là mình nước dừa như này kia đồ đó, cái này mẹ em làm em cũng không rành nhưng mà biết xào lăng thôi. Rồi chặt cục nhỏ nhỏ ra vậy đó. Rồi mình hầm. Nếu mà ra nhà hàng sẽ có giá là 1 triệu mấy. Dạ đúng rồi. Ok, nhìn thơm quá thơm luôn nè, nhưng mà chút xíu ăn thử không biết. Cái nhâm nhỉ? Dạ. À, khâu cuối cùng đó chính là thưởng thức, thì em Trung chủ nhà nên không dùng được, để cho khách quen thuộc chiên ăn uống. Đó là anh gốc nhà quê. Bà con à, nó thực sự là gốc chưa ăn cái thịt này bao giờ nha. Và hôm nay được duyên em Trung mời qua thưởng thức món này, cũng như là cách quay đàn dúi của em, thì em có đãi cho món thịt dúi đây. Rất là ngon nè, thấy không? Quá thơm luôn. Chấm với cái gì? Chấm với cái gì? Cái này là nấu nấu gì? Xào lăng ha. Xào lăng anh. Được rồi, nãy giới thiệu tôi biết rồi, chấm với cái gì? Chấm với muối ớt hả? Dạ. Đây trước đi. Rồi chấm một thịt cho coi. Rồi nêu cảm nhận về món thịt dúi như thế nào. Ơi trời, lạ quá. Chứ tôi là tôi đó với cha sanh mẹ đẻ, giờ tôi mới biết con dúi à. Thịt dai giòn nhưng cũng mềm, rất là ngon, rất là dai nha. Giống thịt của loài nào khác không? Cái này nó thịt nó không có mùi, nếu mà so thì giống thịt dê nhiều hơn. Thịt dê hả? Nhưng không có mùi nha, cái mùi dúi nha, không mùi dê nha. Có giống như thịt dê, thịt chuột không? Cái thịt này nó mềm giống như thịt chuột, và đặc biệt là nó cũng dê nhiều. Rồi, như vậy thì chúng ta mời khán giả. Rồi,
không nói chi nhiều nữa thì có lẽ là clip của Bức Tranh Miền Tây xin phép tạm dừng và kết thúc ở đây. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã xem, và tạm biệt và hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo nha. Chào em Dung, chào khán giả, bye bye.